Công an huyện Cơ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Triệu Văn Thu, sinh năm 1971, trú ở xã Tơ Tung, huyện Cơ Bang, về tội sản xuất trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an huyện Cơ Bang nhận được đơn tố giác của bà BTO, sinh năm 1959, vợ Triệu Văn Thu, về việc chồng bà trồng số lượng lớn cây có đặc điểm giống cây thuốc viện. Từ nguồn tin tố giác, Công an huyện Cơ Bang đã kiểm tra nhà thu và phát hiện có 485 cây thuốc viện với kích thước khác nhau. Mở rộng điều tra, cơ quan công an thu giữ tại phòng ngủ của Thu có hai hộp nhựa, một ly sứ bên trong có chất rắn màu đen mà Thu khai nhận là sái thuốc viện, một bộ dụng cụ tự chế để sử dụng thuốc viện. Thu cũng tự nguyện giao nộp các công cụ sử dụng để chiết xuất, chế biến nhựa cây thuốc viện, tạo ra chất ma túy. Thu khai nhận đã đưa những quả cây thuốc viện từ tỉnh Lạng Sơn vào trồng ở xã Tơ Tung, huyện Cơ Bang khi cây trưởng thành thu lấy lá ăn sống, còn quả chiết xuất ra nhựa thuốc viện để sử dụng.